Hi mọi người, mình là Trâm Anh, là giáo viên đào tạo phun xăm tại trung tâm Honey. Hôm nay Trâm Anh sẽ làm cái video này để giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc, những cái câu hỏi xung quanh cái việc chúng ta phun chân mày, điêu khắc chân mày hay là làm tất tần tật những cái dịch vụ liên quan đến phun xăm chân mày ha. Câu hỏi đầu tiên, chị ơi tư vấn giúp em với, chân mày em làm được 4 tháng rồi chưa giậm lần nào. Phun xong em thấy cái đuôi chân mày nó hơi cao, em thì thích khung chân mày ngang hơn, thì em có thể xóa bằng dung dịch rồi chỉnh đuôi lại được không hay phải bắn laser? Thì đối với trường hợp này á, đối với từng trường hợp chân mày luôn, thì khi mà chúng ta muốn chỉnh dáng thì chúng ta sẽ chỉnh dáng trước, có nghĩa là vẽ cái đuôi mới trước, xong sau đó mình còn dư cái phần nào, phần đuôi dư ra thì mình sẽ chọn một trong hai phương pháp, đó là hút dung dịch hoặc là bắn laser. Thì cái này bạn nên đến trực tiếp cho những cái chuyên viên, người ta tư vấn cho bạn dựa trên cái tình trạng chân mày của bạn. Tại vì nếu như cái đuôi đó bạn chưa dặm lần nào thì có nghĩa là cái màu chân mày của bạn nó nhạt, nó không quá đậm, thì bạn hút dung dịch nó sẽ ok. Còn nếu như cái phần đuôi chân mày đó của bạn nó hơi bị đậm thì bạn nên hút nên bắn laser để cho nó nhanh hơn ha. Thì chúng ta có thể lựa chọn cả hai phương pháp đó, nhưng mà nên nghe theo cái sự hướng dẫn của cái người chuyên viên thì ok hơn. Câu hỏi thứ hai, xóa chân mày có để lại sẹo và rụng lông mày không ạ? Thì như Trâm Anh cũng đã hay nói là xóa chân mày mình sẽ có hai phương pháp, đó là bắn laser và hút dung dịch. Thì hai phương pháp này nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là bắn laser thì nó sẽ lấy ra những cái màu đậm ra nhanh hơn, thì cái quá trình của chúng ta xóa có thể nó sẽ nhanh hơn hút dung dịch. Tuy nhiên bắn laser nếu mà không cẩn thận, hoặc là những cái người thợ họ tay nghề, họ kinh nghiệm họ không có cao, thì sẽ dễ để lại sẹo và trụi lông của khách hàng. Tại vì cái laser đó là một cái tia, và khi cái tia đó nó bắn vô những sợi lông của mình, nó có thể làm mất cái gốc lông đó đi luôn. Hoặc ngược lại, nếu như bạn chọn cái phương pháp xóa là hút dung dịch, thì cái nhược điểm của nó là nó sẽ xóa hơi lâu hơn bắn laser một chút xíu. Có nghĩa là nếu như bạn xóa laser thì cái chân mày của bạn xóa 2 lần là nó hết đi, thì dung dịch nó có thể cần 3 lần hoặc là 4 lần nó mới hết. Tuy nhiên là hút mực bằng dung dịch thì nó sẽ không có để lại sẹo, cũng như là nó sẽ không có gây chai da, không có gây trụi lông cho bạn ha. Câu hỏi thứ ba, chân mày em mới xăm được 1 tuần nhưng bị hư, giờ em muốn hút mực ra có hết hoàn toàn không? Một cái lưu ý mà Trâm Anh muốn nói cho các bạn biết luôn, đó là cho dù chúng ta chọn bất kỳ một cái phương pháp xóa nào, nó cũng sẽ không có hết hoàn toàn được. Có nghĩa là nếu như chân mày của bạn bị hư á, thì bạn sẽ xóa được, có thể bắn laser, có thể hút dung dịch được luôn. Nhưng bất cứ phương pháp xóa nào nó cũng sẽ để lại cho chúng ta một cái nền mực mỏng mỏng nhạt nhạt. Thì nếu như bạn muốn hút ra để cái chân mày của bạn nó trở thành cái trạng thái nguyên thủy, có nghĩa là giống như cái chân mày chưa làm bao giờ, thì nó sẽ không thể ha. Ít nhất nó sẽ có để lại một lớp mực. Và nếu như bạn muốn hút ra để cho cái màu mực đó nó nhạt đi đó, để cho nó mờ đi và mình làm lại cái dáng mới, thì điều đó là có thể là sẽ rất là ổn. Thì chúng ta sẽ chọn một trong hai phương pháp xóa, sau đó để đợi cho da hồi phục thì chúng ta sẽ tạo cái dáng mới và làm dáng mới lên thì nó sẽ đẹp hơn. Câu hỏi thứ tư, chị ơi lông mày em có xóa tay đắp màu da lên 2 lần, giờ em muốn đi bắn laser có được không, liệu có hết không? Em nghe nói là xóa bằng tay đắp màu da lên, bây giờ bắn laser không hết, có đúng không? Đúng rồi bạn nha. Cái tia laser nó sẽ nhận biết được những cái sắc tố mà màu tối, như là màu nâu, màu xanh, nhà màu đen, những cái màu đậm đậm đó, và những cái màu như là ánh đỏ nhạt, những màu như là màu da, màu trắng, thì cái tia laser nó sẽ không thể nào nhận biết, cho nên nó sẽ không có triệt để được cái màu của mình. Và khi mà cái chân mày của bạn lỡ bị xóa bằng màu da rồi, có nghĩa là nó hơi bị bết màu ở trên chân mày của mình, thì bạn có thể dùng cái phương pháp hút dung dịch á, mình đi nhẹ nhàng ở trên đó, tuy nhiên là nó sẽ làm giảm bớt, mỏng bớt cái màu da ở trên chân mày của bạn thôi, chứ nó sẽ không hết hoàn toàn. Câu hỏi thứ năm, mình xóa xong thì mình có phun được ngay không ạ? Thì khi mà bạn xóa chân mày bất kỳ bằng một cái phương pháp nào, thì khi đó da của bạn nó đã bị vết thương rồi, cho nên là bạn sẽ cần đợi nó hồi phục. Đối với laser thì có thể là 1 tháng sau bạn có thể phun lên được, nhưng mà với cái phương pháp hút mực bằng dung dịch á, thì bạn nên để từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Tại vì sau khi mà mình xóa xong, bong tróc ra, chân mày của bạn nó sẽ hơi ửng đỏ, bởi vì cái vùng da đó nó còn là da non á, thì bạn nên đợi cho da của bạn nó hết đỏ đi, cho nó hồi phục hoàn toàn, mình phun lại thì nó sẽ hiệu quả hơn.
Câu hỏi thứ 6, điêu khắc có bị chỗ xanh chỗ đỏ không ạ? Và sau này bay đi vậy thì có dặm được không ạ? Điêu khắc thì nó có thể chỗ cả xanh, chỗ cả đỏ luôn. Và sau này bay đi á, thì các bạn sẽ dặm được. Nhưng mà tốt nhất chúng ta nên làm phương pháp full shading ha. Thì nó sẽ đè lên những cái sợi điêu khắc đó. Và nếu như nó chỗ xanh, chỗ đỏ thì cái người thợ, người chuyên viên sẽ gọi là xử lý xanh, xử lý đỏ cho các bạn. Sau đó sẽ phun màu lên thì cái chân mày của bạn nó sẽ đẹp. Câu hỏi thứ 7, cho mình hỏi chân mày nam mỏng và thưa, vậy mình có nên điêu khắc không? Xin cho mình ý kiến với. Thì chân mày nam thì bạn sẽ có hai sự lựa chọn, thứ nhất là điêu khắc, thứ hai là thêu sợi hair strut. Thì phương pháp nào nó cũng là tạo sợi hết, tuy nhiên cái thêu sợi hair strut nó sẽ tạo nên cái sợi nó bay bổng và mềm mại hơn, đồng thời nó không có kén cái da của chúng ta, có nghĩa là da dầu hay da khô, thì cái này nó cũng làm được và nó sẽ giữ màu tốt hơn cái điêu khắc. Cho nên bạn có thể lựa chọn và có thể đến để cho người chuyên viên tư vấn cho bạn kỹ hơn ha. Câu hỏi thứ 8, cho em hỏi có loại nào gọi là điêu khắc tán bột không? Em thắc mắc lắm về việc này ạ. Điêu khắc tán bột có nghĩa là họ có thể kết hợp điêu khắc những cái sợi đầu tiên ở trên chân mày và cái phần đuôi thì họ phun tán bột. Nhưng mà hiện nay thì Trâm Anh khuyên là các bạn nên phun shading ha. Thì có thể điêu khắc ở phần đầu, mình phun shading ở phần cuối, nó sẽ tự nhiên. Hoặc là bạn có thể điêu khắc toàn bộ chân mày và mình phun xen kẽ cho những cái phần còn trống á, có nghĩa là không có sợi điêu khắc, để cho làm cái phần đuôi của mình nó đậm lên. Đối với những bạn mà vừa thích sợi mà vừa thích cái khuôn dáng chân mày nó nét nét một tí xíu á, thì mình nên kết hợp cả hai cái loại này cùng một cái chân mày của mình. Câu hỏi thứ 9, chị ơi em định đi phun mà em sợ đau, mà có người chỉ em là uống thuốc giảm đau và sưng có được không ạ? Thực sự là phun chân mày không có đau và sưng đến mức độ mà chúng ta phải uống thuốc. Tại vì trước khi phun á, thì người chuyên viên sẽ ủ tê cho các bạn. Và trong khi phun nếu mà đau á, thì sẽ có tê hỗ trợ luôn. Cho nên là uống thuốc giảm đau là cái điều không cần thiết. Và bởi vì thuốc thì nó cũng sẽ không tốt cho chúng ta, nên các bạn đừng có lạm dụng nó quá ha. Câu hỏi thứ 10, làm chân mày xong thì có cần kiêng ăn gì không? Làm chân mày thì các bạn không cần kiêng gì hết ha. Đối với phun và điêu khắc, thêu sợi thì chúng ta không cần kiêng. Nhưng mà nếu đối với những cái chân mày mà các bạn có xóa đó, thì các bạn nên kiêng thịt bò, nước tương để cho cái vùng da xóa của mình. Tại vì nó bong ra nó sẽ là da non, cho nên nó có thể bị thâm, bị đỏ, thì các bạn kiêng ăn một chút thì nó sẽ phục hồi nhanh hơn và nó sẽ đàn hồi trả cho cái da của các bạn, nó sẽ trở về trạng thái tự nhiên nhất có thể. Còn nếu mà chỉ phun điêu khắc thêu sợi thì các bạn không cần kiêng gì hết. Câu hỏi số 11, sau khi phun chân mày xong thì có cần bôi sản phẩm gì không ạ? Thì cũng không cần thiết luôn. Nếu như các bạn muốn kích bông, có nghĩa là cho nó bông nhanh ra, thì khoảng 3 ngày sau khi phun xăm các bạn có thể bôi lên một cái lớp dưỡng hay là một lớp Vaseline, bôi lên buổi tối thì sáng hôm sau nó sẽ nhanh tróc hơn. Còn nếu như các bạn không cần bôi gì cũng được nữa. Chân mày thì mình không có cần phải dưỡng như là môi ha. Câu hỏi thứ 12, phun chân mày có độ bền bao lâu ạ? Thì cái độ bền trung bình của phun chân mày nó sẽ là từ 2 đến 3 năm. Có nghĩa là nó sẽ mờ bớt đi chứ không phải là nó bay hết hoàn toàn. Và cái khoảng thời gian mà cái chân mày nó đẹp nhất đó là khi chúng ta phun xong cho đến khoảng 1 năm rưỡi sau là nó sẽ đẹp nhất. Cho nên cho mình khuyên các bạn là nếu như các bạn chọn những cái phương pháp phun xong chân mày thì các bạn nên làm sao cho cái màu nó tự nhiên nhất, cho hài hòa nhất với khuôn mặt và cái làn da của mình. Thì khoảng chừng 1 năm rưỡi các bạn đến, các bạn dặm màu lên lại một lần thì cái màu của mình lúc nào nó cũng tươi mới và nó cũng đẹp, nó sẽ không có bị chỗ xanh chỗ đỏ, thì lúc nào nó cũng đẹp như vậy. Sẽ tốt hơn là chúng ta làm một lần mà chúng ta làm cái màu nó đậm quá để trừ hao cho nhiều năm sau. Thì nhiều năm sau cái mực nó vẫn còn nhưng mà nó sẽ không có đẹp, nó sẽ thường nó, nếu mà chúng ta làm màu đậm như vậy á, thì nhiều năm sau cái màu mực của chúng ta nó sẽ bị chỗ xanh, thì cái màu nó cũng sẽ cũ xỉn xỉn, màu không đẹp nữa. Nên tốt nhất là cứ làm màu tự nhiên và khoảng tối đa là 2 năm chúng ta nên tới chúng ta làm lại một lần, lúc nào mình cũng đẹp hết ha. Câu hỏi thứ 13, chân mày em có lông ở phần đầu nhưng đuôi thì không có, thì em nên làm phương pháp nào ạ? Với trường hợp của bạn cũng là một cái trường hợp thường gặp luôn, đó là thiếu đuôi chân mày, thì bạn có thể lựa chọn một trong ba phương pháp, đó là full shading nè, điêu khắc chân mày hoặc là thêu sợi hair strut đều được luôn. Và nó sẽ dựa trên cái tình trạng da của bạn, dựa trên màu da, dựa trên cái sợi lông mày của bạn nó dày, nó đen hay là nó mỏng, thì cái người chuyên viên sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn ha.
Câu hỏi thứ 14, chân mày em làm xong, bây giờ bong tróc ra em thấy màu nó hơi nhạt thì có nên đi dặm lại không ạ? Và bao lâu thì em dặm lại được? Chân mày sau khi mà nó bong tróc ra thì cái màu nó sẽ chưa ổn định ha. Chân mày thì nó không có khó như là môi. Như môi thì chúng ta cần tới 2 tháng để ổn định, chân mày thì khoảng 1 tháng thì các bạn sẽ thấy rõ được cái màu của nó nhất. Còn mới bong ra có thể là cái màu nó hơi nhạt, nó vẫn chưa phải là cái màu chính xác. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn dặm thì sau 1 tháng là các bạn đi dặm được rồi. Câu hỏi thứ 15, chân mày đậm xóa xăm thì bao lâu xóa lại một lần nữa được ạ? Đối với những phương pháp laser thì khoảng 1 tháng các bạn xóa lại được một lần nữa. Còn đối với hút mực bằng dung dịch, 1 tháng cũng được nhưng mà nó sẽ hơi đau ha, tại vì cái da của các bạn khi đó nó còn non và đỏ. Thì cho anh khuyên là các bạn nên đợi khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì da của mình nó lành lạnh lại chút xíu, mình làm nó sẽ đỡ đau hơn. Câu hỏi thứ 16, em xóa xăm xong mà em thấy da của em bong ra nó bị đỏ, liệu có sao không ạ? Và nó có hết đỏ hay không? Thì sau khi mà các bạn, da của các bạn nó bong tróc ra sau khi chúng ta hút mực bằng dung dịch đó, thì chắc chắn da nó sẽ bị đỏ luôn. Tại vì cái dung dịch hút mực nó có thành phần là axit tự nhiên. Nghe tới axit thì chắc hẳn là các bạn chúng ta sẽ có cái cảm giác là hơi sợ sợ. Nhưng mà thực ra cái axit ở trong cái dung dịch này nó là axit tự nhiên, giống như là axit ở trong chanh vậy đó. Thì khi mà chúng ta đụng vô da bình thường, chúng ta có làm đổ ra da nó cũng bình thường, nó không sao hết. Nhưng nó sẽ hút dung dịch được khi mà chúng ta đâm kim vô trong da. Cho nên là các bạn đừng có lo ha. Và bởi vì trong thành phần của nó có phần thành axit tự nhiên, do đó sau khi bong tróc ra thì ít nhiều da chúng ta nó sẽ bị đỏ. Và cái đỏ ở đây nó là đỏ của da non, nó giống như khi chúng ta bị một vết thương á, nó bong tróc ra thì các bạn sẽ thấy cái phần da non của vết thương nó đỏ. Thì cái hút dung dịch nó cũng vậy luôn. Thì các bạn chỉ cần mình tránh nắng, bởi vì ra nắng nó chiếu vô thì cái phần da non của chúng ta sẽ bị thâm đen. Và các bạn cứ tuyệt đối là chúng ta không tắm biển ha. Thì cứ từ từ như vậy sẽ khoảng từ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng da của các bạn nó sẽ phục hồi. Và nếu như các bạn hút dung dịch mà mình cảm giác là cái người thợ người ta đi cho cái phần hút đó nó hơi kỹ, thì cái da của các bạn nó có hơi lõm một tí xíu á, thì các bạn sẽ dùng những cái tuýp thuốc trị sẹo tiệm thuốc Tây á, thì nó sẽ giúp da của các bạn đàn hồi trở lại và nó sẽ không có để lại sẹo. Vừa rồi Trâm Anh đã giải đáp cho các bạn một số câu hỏi liên quan xung quanh cái việc phun xăm chân mày của chúng ta, cũng như là cái việc xóa sữa chân mày. Thì nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, các bạn cứ comment ở bên dưới, Trâm Anh sẽ trả lời chi tiết cho mọi người. Hoặc là Trâm Anh sẽ dồn những cái câu hỏi đó lại để Trâm Anh làm một cái video giải đáp sau nữa. Và nếu như các bạn cảm thấy video này bổ ích thì hãy tặng cho Trâm Anh nút like, bên cạnh đó mình nhấn như nút subscribe và cái nút hình chuông nhỏ nhỏ kế bên á, để mình sẽ nhận được thông báo những video sau. Chào tạm biệt các bạn.